Hôm số mốt xin chào cô chú anh chị. Hôm nay có cái đám tang của cụ bà. Thì trước khi đi về nơi an nghỉ cuối cùng thì ở Hải Dương này thì có làm cái lễ cái lễ trình đền nữa mà con chú ha. Dạ. Thì đây là cái đền, rồi là trình cái đền này ha. Trình cái đền xong thì mới đi vô an táng qua viện ha mọi con chú ha. Nếu mà hiểu thì khỏi ha. Dạ. Quay cái lễ đình trền thì cũng khá là nhanh nhưng mà tùy theo thầy nha mọi con chú ha. Có nhiều thầy đứng chỉ điều xá rồi ha. Còn thầy này thì hơi kỹ, thầy có tụng kinh nè. Thầy đang tụng kinh Bát Nhã ha. Dạ. Dạ, đến đây là xong ha. Dạ. Dạ, thì mới vừa làm cái lễ trình đền xong thì mình chuẩn bị di chuyển đi vô bên trong nha mọi con ha. Trong hội viên này. Dạ. Dạ, có đi ngang qua cái qua tự đàn rồi con ha, đi cho mày đi ngang cái chỗ này nha. Dạ. Dạ, thì đến đây đến sắp tới chỗ nha mọi con ha. Đây là cái đường quẹo vô nha mọi con chú ha. Dạ, đây khu khu này khu gì y 2.3. Dạ. Không, cái đó là cái gối nhìn lên trên cái đầu nó cao hơn chân. Phải cái giữa nè. Dạ, từ từ thôi, nó khẩu cát nó bằng. Có khả năng là người ta thiết kế cái kiểu nó như vậy á. Coi là đặt ngang đúng không? Dạ đúng rồi. Đặt ngay giữa phả cá cho nó bằng. Dạ, chứ không phải là mình cho nó bằng hết. Đây em làm nhiều mà. Hả? Ngang đây nè, bỏ ngang đây nè. Yeah.
rồi rồi con cháu bị vô. Thầy làm lễ hạ quan hay con chú ha vậy? Khi mà tụng kinh lễ hạ quan xong thì mới được hạ cái quan tài xuống cái hố nguyệt ha. Dạ. Đây là lễ hạ quan. Bồ Tát liễu đầu cam lồ phỉ, năng linh nhất thiết biến thập phương, tình truyền câu quế tình nguyên trừ nghiêm khiết ngộ phần tất thanh tịnh. Nam mô cam lồ dương Bồ Tát. Nam Bồ Tát Ma Ha Tát kèn thèn tan quyến khỏi thân lời à. Dạ, thì giờ đang chuẩn bị hạ nguyệt nhưng mà cô chú ha, dạ. Cái hòm của cụ bà này chắc con số 1 thấy cũng khá là nặng nha, dạ. Khá là nặng ha. Dạ. Trại hồng của hôm nay trại hồng của Sáu Dũng ha, dạ. 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 Thì đang có tụng kinh để dẫn linh, dạ. Sao không nghe hiệu của cụ Nguyễn không biết nghe nha. À, bây giờ đang có chuẩn bị hòm xuống rồi nha. Có kéo cơ mã nha bà con chú ơi. Thấy thầy đang có thấy gà nha. Chắc xong rồi mới phụ nguyện. Rút cái đồ ngang rồi con chú ơi. Mấy rút cái đồ ngang xong lấy cái đồ ngang làm cái đồ dọc. Trần Thị Nhung 89 tuổi. Dạ. Dạ cụ bà Trần. Dạ. Giờ thầy làm cái lễ là mở cửa mã luôn. Dạ. Khai mộ. Dạ. Thầy nghe nói là hạ nguyệt còn có cái từ gọi là hạ khoáng phải không thầy? Có ha. Dạ đúng rồi ha. Vậy tên là đúng ha. Từ nào vừa nghe chưa nghe cái từ hạ khoáng? Dạ. Hạ quang, hạ nguyệt. Vậy dạ, chưa có nghe từ hạ khoáng. Dạ. Dạ. À, hạ quan thì đúng. Mọi nhưng... cái vùng miền, mọi dạ. Cái vùng miền. Đúng rồi, tùy vùng miền. À, đúng rồi, dạ, tùy vùng miền ha. Mọi cái vùng miền,
người ta nói cái nguyệt thì nó nằm yên chỗ đó mà sao gọi là hạ, hạ quan, hạ quán hay gì thì đúng nha. À, đến đây thì hạ có quan tài của cụ bà xong, hai bà con chú ha. Dạ. À, cụ bà ở phường Hiệp Thành ha bà con chú ha. Dạ. Hiệp Thành Bình Dương nha. Bây giờ mấy anh mấy chú mình đang có chỉnh cho nó ngay chính giữa nha bà con chú ha. Dạ. Đó. Chỉnh tới lui ngay giữa ha. Dạ. Từ từ cát này đóng từng bao. Nhưng mà có sổ đang có chứ, sổ chứ. Dạ sổ ra. Dạ. Bây giờ đến đây phòng số 1 cũng xin kết thúc clip ha. Dạ, của clip phòng số 1 xin chúc thứ nhất là cụ bà thì được siêu sanh nơi miền cực lạc. Dạ, nguyện chúc cho tất cả người còn ở Thuận Tiền thì trước hết là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công trong mọi công việc. Nhớ ủng hộ kênh Phong Chú Mốt. Giờ Phong Chú Mốt chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Dạ, bye bye, xin chào.